Lễ chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Thì hôm nay em tuyển được rất là nhiều hàng đẹp để bán mọi người. Đó. Hôm nay có kìm Calentun nè, một số cái món độc lạ mà trước giờ rất ít xuất hiện trên clip của em. Đó. Rồi bình nhớt tuyển đẹp luôn. Đó. Rồi cùng một số cái đồ second hand ở bên này. Phía bên này là đồ second hand gì rất là nhiều và đa phần là second hand đẹp chứ không phải là xấu nha. Rồi thì tất cả những sản phẩm trên này em đều bao ship đối với những anh em nào mà giao dịch chuyển khoản toàn bộ, nói chung là chuyển khoản trước tiền hàng cho em á thì em sẽ bao ship. Còn nếu mà mình muốn ship COD tới nhà mình trả tiền hàng rồi thì mình trả luôn tiền ship nha. Đó, thì ship COD thì em không bao ship nha. Còn em nào mình giao dịch lần đầu tiên, tức là trước giờ chưa có xảy ra giao dịch với Lễ lần nào, thì cố gắng đặt cọc giúp Lễ 50 tới 100 ngàn nha mọi người. Đó, đặt bằng thẻ cào cũng được, không nhất thiết mình phải dùng tài khoản đâu. Rồi thì em đi vào bán từng mã hàng nha mọi người. Hôm nay kìm Calentun rất là nhiều. Thì kìm này xuất xứ Mỹ 100% thì nghĩ, tại vì cái hãng này nó còn sản xuất tại Mỹ mọi người, nó còn sản xuất, nó chưa có bị phá sản nha, nó còn đang sản xuất luôn. Rồi vô mã đầu tiên là mã 51, clip hôm nay bắt đầu từ mã 51 kết thúc là mã chín mấy gần trăm gì đó mọi người, mã 51 nha. Mã 51 em có cây này là cây Lentul. Lentul nó có sản xuất tại Mỹ và sản xuất tại tại đâu ta, Mexico nha mọi người. Tí xíu nữa cây nào Mexico thì em nói. Lentul này là mắc in USA hoàn toàn nha, trên cái thân cũng có đóng mắc in USA luôn. Thì cây này là cây Lentul đa năng nha mọi người, Lentul đa năng, mã của nó nè Z215 gạch 8CR. Thì mọi người có thể dùng cái mã đó để tra trên các website điện tử của nước ngoài, hoặc là ở Việt Nam mình cũng có một số web người ta bán nha mọi người. Thì giá em bán ở đây là 1.200.000, thì tương đối là mềm, tại vì cái này em lấy gì em chào hàng hả. Lentul ông già leo cục điện, ở đây nó có hai cái lỗ này á, hai cái lỗ này rất là hay. Mình dặn cái con ốc vô và mình cắn ngang, mình mở ra cái răng nó không bị dập mọi người, mình cái răng nó không bị dập. Rồi ở trên cái mỏ kìm này nó có các cái lỗ tuốt là 14, 16, 12, 14, 10, 12 đó. Nó có tổng cộng là 3 lỗ tuốt để mọi người tuốt nha. Dưới này nó có một cái bấm code và cuối cùng ở dưới đây nó có một cái kẹp giữ để mình cắn vô sợi dây để mình lôi đi mọi người đó. Là cắn vô sợi dây mình cầm cái kiểu như vậy nè, mình lôi đi thì cái kìm nó có chức năng đó nha. Cây này là cây 8 inch, chiều dài thực tế của nó là 203, thì trong đây nó đã thể hiện hết nha mọi người. Mắc in USA nha, mắc in USA. Rồi, rồi em để em coi thử cái nó khui được không, nếu mà khui được em lấy ra em cho mọi người coi thực tế của nó, cho nó coi nó đẹp không nha mọi người. Nói chung là mấy cây này về mọi người khui giữ cái bìa cũng còn được luôn, khui xong bóp lại xong giữ cái bìa. Đó, nó sẽ phù lên, mình bóp lại nó phù lên, nó có khoảng không và mình rút ra là mình giữ y thinh cái bìa không bị rách rưới gì hết. Rồi cái kìm rất đẹp luôn mọi người, rất đẹp đây đó. Cái lỗ này nó có cái răng nè, mọi người dặn xuyên cái răng qua và mọi người cắn nha. Đó, rất là hay ở cái chỗ đó, đó là cái thiết kế mới của nó. Kế bên đây là cái lưỡi cắt, hàng còn full mới hoàn hảo nha mọi người. Răng này là răng hình garo nha. Đó, răng garo tức là nó đánh bị xui xong nó đánh bị nghịch lại, đánh dấu sắc rồi đánh dấu quyền á, thì nó trở thành răng garo này. Anh em mình rất là chuộng cái kiểu này đó, mỏ sắc cạnh đẹp. Đây rồi mã đầu tiên, mã 51 em bán với giá là 1.200.000, mình bóp cái này lại nó phù lên vậy nè, rồi mình nhét cái kìm vô đó. Đó là cho những anh em nào mình rút ra rút vô mình giữ y cái zin cái vỏ hộp, rồi xong mình bấm bốn cái nút lại. Rồi mã 51 giá 1.200.000, cái này rất là đẹp mọi người. Rồi tiếp theo cây này là sản xuất tại Mexico nè mọi người, mã 52 nha, em bán với giá 1.000.000. Cây là mỏ nhọn của Lentul, nó không có để mắc in USA ngay chỗ này nha, forget in USA thôi đó. Còn này là mắc in USA nè. Rồi phía sau này ngay chỗ này nó sẽ để nè sản phẩm của Mỹ nè, và được hoàn thành bởi Calentul Mexico nè, tức là cái nhà máy Calentul đặt tại Mexico nha. Rồi thì Mexico cũng là nước châu Âu kế bên Mỹ luôn mọi người. Đó, mọi người thì khoái Mỹ hơn thì mua Mỹ, còn không thì mình Mexico, tất cả là hàng châu Âu hết. Đó, chất lượng thì chất lượng của Calentul, mọi người cứ an tâm. À, chưa mở hai cái nút này ra. À, thôi nói chung là mấy cây này á là mọi người nó hoàn hảo 100%, chưa có dùng nên mọi người cứ an tâm. Mã của nó là Z203 gạch 8N nha mọi người. Cái này sản xuất hoàn toàn tại Mexico nha, sản xuất hoàn toàn tại Mexico. Size là size 8 inch, chiều dài là 20 cm, và ở đây nó có thêm một cái lỗ này là lỗ tuốt dây điện, kìm mỏ nhọn có thêm lỗ tuốt dây điện nha mọi người. Để em coi thử đây, cái răng rất là đẹp luôn, em mở ra cho mọi người coi. Nếu mà không mở ra thì không, mọi người không thấy cái răng đó, nó hơi tiếc.
cái răng nó đánh xéo qua, nó đánh xéo một bề rồi hàm bên kia nó đánh xéo một bề nữa, rất là đẹp luôn. Đây lên tôn, cá màu vàng nha mọi người, cá màu vàng rất là đẹp, sản xuất tại Mexico. Rồi cái này là mã 52, giá là 1 triệu nha mọi người. Rồi chỉ có duy nhất cây này là sản xuất tại Mexico thôi, còn tất cả còn lại là sản xuất tại Mỹ. Cái này là một cái kìm cắt chéo đó, của Clanton luôn, mắc in USA nha, hàng còn full mới hoàn hảo và chưa dùng. Cây này là size 8 in 203 mm, là tức là dài, nó dài 203 mm đó mọi người. Đó. Đó, cán này là cán nhựa nhúng màu xanh rất là đẹp luôn ha, in USA nha. Đây thì hàng còn full mới hoàn hảo, sản xuất hoàn toàn tại Mỹ. Trên đây nó cũng có đóng in USA nè, mọi người cứ an tâm. Mã là D2000-48. Rồi, à quên, đời của nãy giờ quên cho mọi người coi cái đời. Đời này là đời 2021, cây sản xuất Mexico nè, đời 2021. Cây này là đời 2018 nha, cây đầu tiên đời 2018. Rồi tiếp theo là cây đó là đời 2021. Rồi, tới cây này được sản xuất 2018 tại Mỹ nha. Đây, mình dịch A, trên kìm có đóng. Rồi, cây này là cắt chéo, mà cái cốt đặt là lọ tâm gì phía trên này cắt rất là nhẹ mọi người. Cắt rất là nhẹ, đặc biệt là những cái cây kìm Mỹ, cái hàm cắt này nó rất là khỏe luôn, nó nhìn nó gồ ghề, nó to lắm. Rồi, mã 53, giá 1 triệu mốt. Mã 54, cây này là cây nhọn đa năng nha mọi người. Cây đầu tiên là cây bằng đa năng, còn cây này là cây nhọn đa năng. Đó, cây này thì em thấy có vẻ là mình dễ khui nè. Em khui cho mọi người coi bên trong nó đẹp cỡ nào. Cây này được sản xuất tại Mỹ vào 2018 nha mọi người, bên dịch ai nha. Trên này cũng có hai cái lỗ để mình cắt bù lon, nhưng mà không làm gãy, không làm hư răng bù lon nha. Mã là J206-8C, bên dịch ai của Lenton, hiệu cái anh thợ leo cột điện nha mọi người. Đây em lấy ra được cây này nè. Đó, chữ y hợp nha. Đây, cái này nó đặc biệt là nó có lò xo mọi người, tránh mỏi tay nha. Mình bóp vô tự động nó phản hồi trở ra, tránh mỏi tay. Đây khi bóp vô vậy cái logo nó mới hoàn hảo, vuốt ngang cái mặt sáng đẹp ghê chưa. Rồi ở đây có hai cái lỗ để mình cắt bù lon mà không làm mẻ răng, không làm hư răng ha. Trên này có một cái lưỡi cắt đó, cái này nó gia nhiệt thôi chứ không gì hết, nhìn nó đỏ đỏ vậy là nó gia nhiệt thôi đó. Còn trên này nó có tổng cộng 1, 2, 3, 4, 5 lỗ tuốt, nó nhiều hơn cây hồi nãy nha mọi người, chùi ra là mới đẹp nha. Gồm có lỗ 10, 12, 14, 10, 16 và 18. Nhiều lắm. Rồi, răng nè. Cái cây hồi nãy nó cái răng vậy mà tại em mở ra không được cho mọi người coi nè. Nhìn răng đẹp ghê chưa. Hả? Răng nó đánh xéo qua một bên nè. Bên này đánh xéo lại nè. Tăng độ bám á. Rồi, phía sau có cái lò xo. Hả? Size của nó là size 8 in. Tương đương với 203 mm. Rồi, bỏ vô. Gài lại. Hoàn hảo nha mọi người. Rồi cây này em bán với giá là 1.200.000, mã là D228-8 đó, gạch SN. Thì em cho mọi người coi cái mã để mọi người có thể lên những cái website điện tử mọi người so sánh giá cả. Thì tại vì em biết là em lấy gì em chào mẫu giá này là giá rẻ, cho nên là em mới tự tin em khoe như vậy đó. Nói chung giá cũng hợp lý để mọi người chơi, dạng gì chơi sưu tầm hoặc là mình mua về sử dụng rất là đáng luôn. Giá cái này là 1 triệu 3 nha mọi người. Mã số 5. Ủa, mã 55. Mã 55 giá 1 triệu 3. J2000-9NE. Thì cái này là full mới hoàn hảo luôn. Cán này là cán nhựa nha mọi người. Ở trong đuôi cán này nó có ghi nhiều, rất là nhiều chữ lằng ngoằng nè. Nói chung là cây này sản xuất 100% tại Mỹ. Size to khủng lồ, 9 in 229 mm. Đó, nó vậy chứ mình đo ra nó dài hơn đó mọi người. Đo ra nó dài lắm, tại vì em có từng sở hữu những cây này, em xài em biết mà. Đó, đo ra nè, 24,5 gần 25 luôn. Nó ghi đây là có 229 thôi, tức là nó tính cái phần mà kìm thô á, không có tính cán đó mọi người. Đó. Rồi cái cán này là cán nhựa chứ không phải cán nhúng nha. Dòng này là cán nhựa nè, đây. Rồi cái này em đang bán với giá là 1.300.000. Mã là 55. Rồi tiếp theo 56, em bán cái cây này giá 1.300.000 luôn. Đó, cây này thì dạng như lay new 100%. Rồi rớt mất tiêu cái mã 56 rồi. Chờ em tí em tìm cái mã nha mọi người. Rớt không mất không biết. Rồi cứ nhớ giùm em mã này, mã 56 giùm em đi ha. 56 lay new 100% nha mọi người.
À, đây bên này ông già leo cục điện đây, rất là đẹp, hàng mới, gần như là hoàn hảo. Đây. Đó, đẹp 100% nha mọi người, 99% đi, nói vậy cho nó chắc đi. Hả? Thân cán vỏ điện đồ rất là đẹp luôn. Rồi cái này em bán với giá mã 56, em bán với giá là 1,3 triệu luôn nha mọi người. Cái này thì được cái là nó hai bên hai mặt chữ vậy thôi chứ không khác gì hết. Ừ. Rồi, cái này em bán giá 1,2 triệu mã 57. Rồi rớt nữa à, chịu rớt quá. Mã 57 em bán với giá là 1,2 triệu mọi người, cũng hai bên hai mặt chữ hết nha. Hai mặt chữ, hàng cũng lay new gần như là 97 98%. Cái này thì nó không có 100% như cái kia. Đó. Đây. Ừ. Chưa có dấu hiệu sử dụng nha mọi người, rất là đẹp luôn. Nó có lốm đốm mà vài cái vết ố thôi chứ nó không có gì hết. Đó. Đẹp hoàn hảo. Logo lên tôn. Hiệu anh thợ điện leo cục điện ha. Rồi. Chưa có rỉ sét, chưa có hở sáng, chưa có cắn chỗ nào nha mọi người, do là không có bao bì thôi. Rồi. Giá của mã số 57 này là giá 1,2 triệu nha mọi người. Cây trước nó là 56 nha. 56 rớt mất cái mã rồi, em không tìm thấy. Rồi, tiếp theo qua tới kìm bấm vai riếp nha mọi người. Rồi, kìm bấm vai riếp thì đầu tiên em có cái này hàng độc lạ, cái này là cái phiên bản quà tặng của vai riếp nha mọi người. Thì cây này được sản xuất vào hàng của thập niên 70, hàng của thập niên 70. Hay cái bản này là bản quà tặng nè, nó ghi là cái set quà tặng nè. Đó. Thì gồm có hai cây dòng WR, cây 10WR và cây 5WR, trên đuôi cán đóng chữ vai riếp nha mọi người. Tí xíu anh sẽ mở ra cho mọi người coi. Đây. Đây là toàn bộ thông tin của nó. Trên này nó cỡ nó chưa có, em không thấy nó ghi năm chỗ nào nha. Mã là NO 215G. Đây, 1975 nè mọi người. 1975 nè. Rồi, khui ra cho mọi người coi. Nguyên set. Và đặc biệt cái set này nó ngộ lắm mọi người. Cái khay của nó mình bỏ vô nó gài vô ngay cái cốc á, rất là im luôn. Nó không có vụt ra. Set này mã 58 em đang bán với giá là 2 triệu nha mọi người, ra rất là rẻ. Thì cái set này cũng nói luôn là cái set này dạng hàng lay new thôi. Hàng nó dùng lướt chứ không phải là hàng 100% nha mọi người. Nó có dùng lướt tại vì em khui ra em thấy có dùng lướt nha. Rồi, chờ tí em cho mọi người coi. Coi cây 10 trước đi ha. Đó. Nhấn vô là nó nghe cái cụp á, ngon lắm. Đây, nè, sẽ tìm nhấn vô nè. Đó, là nó hít luôn ở trong đó luôn, hít luôn trong cái khay luôn. Đó. Đây. Lấy ra. Đây, đây là cây 10W, đẹp hoàn hảo, gần như là tiệm cận với hàng hoàn hảo luôn mọi người, rất là đẹp luôn nha. Đây. Tại sao em nói nó là hàng dạng như dùng lướt là như vậy nè. Răng thì đẹp hoàn hảo rồi, không nói rồi. Cái môi trên này nè mọi người. Cái môi trên này em thấy nó có xước một tí xíu nhẹ ngay chỗ này. Đó. Chỉ vậy thôi chứ không gì hết. Ngay đây nè. À, đây nè. Người thấy không? Có như một cái vết cấn rất là nhẹ. Ừ. Nhưng mà không đáng kể. Rất là đẹp. Gần như là full. Đó. Full 98-99%. Ừ. Nó cũng còn full hộp luôn nha. Rồi. Tiếp theo là cây 5 nha. À, cái đuôi cán đóng vai riếp nha mọi người, đóng vai riếp nha, thì khó tìm. Rồi tiếp theo cây năm sao lấy hết lên rồi. Đây, đây cái đây cây 5WR cũng đóng vai riếp luôn, nước xi sáng bóng đẹp luôn. Đó, dòng này thì mỏ nó thon gọn gì trước ha. Đây môi miệng nè. Đó. Nó có dấu sử dụng nên là nó hơi có cái môi nó hơi lem lem nhem tí xíu thôi chứ không gì hết, nhưng mà răng cỏ thì không có cấn nha mọi người. Răng cỏ là hoàn hảo. Ừ, hoàn hảo 100%. Kể cả những cái răng nhỏ cũng hoàn hảo 100% luôn, không có vết cấn, không bất kỳ vết cấn nào hết nha. Ừ. Lưỡi cắt cũng không có vết cấn luôn. Nói chung là nó hoàn hảo 100% đó. Ừ, đẹp lắm. Đây nè. Mỏ nè. À. À. Thì cái lưỡi cắt chạm trước thành ra cái môi nó hơi hở lên tí xíu chứ không gì hết. À, những cái dòng sản xuất vào trước những năm 70 nó hay vậy. Rồi, một cặp như thế này mã 58 hàng hiếm. Cái này khá hiếm mọi người, tranh thủ mua cái này để hết thì uổng, lâu lâu mới thấy được set nó như thế này nè. Set này ghi là set quà tặng và hàng này hàng xưa của thập niên 70 lận. À, giờ kiếm những cây thập niên 70 cũng khó gì lắm mọi người, nó cạn hàng á. À. Rồi mã 58 em bán với giá là 2 triệu cũng khá là rẻ ha. Rồi,
Tiếp theo, mã 59. Mã 59 lâu lâu thấy cây 7R, hàng của 1977 nha mọi người. Hàng xưa 1977 nha. Đây, 1977. Dĩ nhiên đuôi cán phải đóng chữ vài rồi. Đây, hàng còn full box hoàn hảo, full giấy tờ nha. Ừ. Ở đây nó không có chữ lại time warranty như như cái dòng này, nó có bảo hành trọn đời. Cái dòng này hồi trước đó chưa có bảo hành trọn đời nha mọi người. Đó. Thì cây này là full box mới hoàn hảo, chưa dùng, đẹp 100% nha mọi người, giấy tờ đi theo đầy đủ nha. Đây. Đây. Đẹp hoàn hảo luôn, còn dầu nhớt bảo quản. Đó. Đây. Siêu phẩm. Rồi, siêu phẩm thì em không có nói nhiều, đuôi cán đóng vai ríp ở giữa nữa chứ không phải ở đuôi nữa nha. Đó. Rồi, siêu phẩm này em đang bán với giá là 1 triệu 300 ngàn nha. Anh em nhanh tay hốt cái cặp này. Đây nè, này với này nè, ngon. Còn cái này thì cũng dễ mua hơn, giá đợt này nó cũng rẻ nha mọi người. Rồi, em bỏ qua một bên. Rồi, tiếp theo là cặp vàng. Nói chung là cái bộ ba của nó gồm có là màu vàng, màu màu xanh, màu vàng và màu đỏ. Đó. Cái này là bộ ba kìm nhỏ. Tiếp theo, cặp này là mã 60, 61. 60 là một cái cây 7CR, hàng còn full box hoàn hảo và em cam kết không rỉ sét chỗ nào, môi miệng thẳng đẹp hết. Em khỏi khui ra cho nó cực, nói chung là 100% á, hàng 100% á, đẹp keng sà beng luôn. Ừ, đây. Thì cặp này được sản xuất sau đó rất là lâu nha mọi người, cả 20 năm nha. Nó được sản xuất vào năm 1997 lần. Cái này 1977, còn này là 1997 hết nha mọi người. 1997 cặp này. Đó, dòng này là dòng lifetime warranty, tức là nó bảo hành trọn đời bên Mỹ nha. Nó hành trọn đời bên Mỹ, rất là đẹp luôn. Ừ. Thì dành cho anh em mình chơi sưu tầm, sưu tầm đồ xưa. Này cũng xưa lắm rồi. Đó, mình muốn có một cặp vai ríp vàng xanh với kèm thêm cây đỏ này nữa sẽ rất là tuyệt vời luôn. Rồi, mã 60, 61, 1 triệu 2 một cây nha. Ừ. Thì hàng còn full 100% cho nên là không có gì để bàn cãi hết mọi người, không khỏi cần phải mở ra cũng được. Ừ. Mọi người cần thì em quay riêng cho anh clip cũng được, nếu mà khi mọi người mua yêu cầu mà quay anh muốn coi cái đó thì em vẫn quay bình thường không sao hết. Rồi tiếp theo mã 62, 62 này hàng hiếm nha. 62 này là cái cây 11B, mọi người lâu rồi mọi người có thấy cây 11B lần nào chưa? 11B là cái bản phóng to của cái cây 9R của mọi người, bản phóng to của cây 9R nè. Đây nè, đây là dòng 9R này nha. Cây này là 11B hàng full box nha. Full box, cái bóc cũng hơi te tua rồi mọi người. Tuy nhiên là còn full box là hiếm quá rồi. Đó, full box và được sản xuất vào năm 86 nha mọi người, 1986 tại Mỹ nha, 1986 tại Mỹ. Đuôi cán đóng chữ vai ríp. Ừ. Đây, 11B, nó to và nó khủng hơn cây 9R nha. Hàng này hàng full box hoàn hảo nha. Đây, lần đầu mọi người thấy cây này đúng không? Ừ. Cây này rất là đẹp luôn. Đây, này dạng như là hàng hiếm, hàng độc. Nó dành cho anh em mình chơi độc lạ hoặc là trong bộ sưu tập mình chơi quá nhiều rồi, đầy đủ tất cả các cây này đó mà mình thiếu cây này, giống như lễ chơi cũng rất là nhiều quay rip luôn đó. Thì cây nào lễ cũng sở hữu một một kiểu dáng, lễ sở hữu một cây hết, có thể là một kiểu dáng mà có hai cái code thì cũng sưu tầm luôn hai cái code luôn cho nó đa dạng. Rồi, cái này em đang bán với giá là mã 62, em bán với giá là 1,6 triệu nha mọi người, rất là hiếm nha. Rồi, bữa nay hàng độc độc không. Rồi, mã 62 này em để đây đi. Rồi, mã 63 đây nè, con Leverick nha mọi người. Này tức là cái kìm tự động của thằng giống như vai ríp nhưng mà nó tự động, không cần phải điều chỉnh gì hết. Mình chỉ cần điều chỉnh cái sự mà bóp chặt với bóp lỏng thôi, còn hoàn toàn là không cần điều chỉnh gì hết. Cây này là hàng xưa, được sản xuất vào thập niên 80 tại Mỹ nha mọi người. Hàng thập niên 80 tại Mỹ. Đây, của hãng này. Đó. Rồi, đặc biệt là full box hoàn hảo, dòng này là dòng 2220S của nó nha. Dòng 220S còn full khay, full đầy đủ hết của thằng đây nè, Rever gì nè. Đó. Này thì dạng automatic thì mọi người cũng biết nó tự động rồi. Mình chỉ cần đưa cái vật mình cần kẹp vô, ví dụ em đi kiếm một cái con ốc, con tán gì coi. Em biểu diễn cho mọi người coi. Đây. Đây. Mình bóp ngay chỗ này. Nè, mình bóp vô là tự động nó ôm theo con tán và nó nhảy vô rồi dính. Rồi mình khi mà mình để chỗ khác nó to hơn, mình bóp vô nó cũng tự động nó nhảy ôm theo con tán và dính. Đó, mọi người thấy hay không? Nè, cái chiều này luôn. Đó, chiều nào nó cũng nhảy được hết. Nó nói chung là cái cơ cấu nó là cơ cấu tự động. Đó, giờ nó nhảy sát xuống nè. Đó. Còn cái con ốc dưới này thì mình điều chỉnh cho nó, nếu mà mình dặn càng dặn vô thì nó càng cứng,
bóp nó càng cứng nè mọi người. Đó, nhặn vô sâu nữa thì bóp nó cứng thêm nữa. Đó, và nhặn sâu vô nó mềm mọi người, nhặn ra thì nó cứng không? Đúng rồi, nhặn ra nó cứng hơn. Đúng rồi, càng nhặn ra là bóp càng cứng nha mọi người. Nhặn vô thì nó mềm hơn. Đó. Đó, để mình điều chỉnh cho nó bóp chặt bóp lỏng thôi, còn mọi chức năng nó đều được tự động hết. Thì cái con này là full box mới hoàn hảo nha mọi người, full box mới hoàn hảo và chưa dùng nha. Đây, mọi thông tin của nó nằm trên đây, USA nằm ngay chỗ này, bắt độc quyền nằm phía trước. Đó, sản xuất tại đây rồi bên này luôn. Đó, bên này nè, bên này nó có ghi nè, nhận ra và nhận vào nè. Đó, rồi mới hoàn hảo 100%, rất là đẹp nha mọi người. Rồi con này em đang bán với giá là 1.500.000, hàng còn full box, mã là mã 63 là em bán, còn nó là dòng nô 220S nha mọi người, sản xuất vào thập niên 80 tại Mỹ, cây khó tìm nha. Rồi lâu lâu mới được. Rồi tiếp theo lại là hàng khó tìm nữa đây, cây này là của thằng BMC sản xuất tại Chicago nha, BMC Chicago, Chicago là Mỹ mọi người, mã 64 giá 1.500.000 đồng, ở 1.500.000. Thì mã này là mã nô 11, cây này là cây to nhất của dòng BMC. Thì mọi người ai chỉ sưu tầm BMC thì mọi người cũng biết, cùng thời với Varip, những cái cây này là nó ra đời để cạnh tranh với Varip. Tuy nhiên là cái cơ cấu nó hơi phức tạp mọi người. Đó, mọi người tính sản xuất một cái cây Varip nhìn nó đơn giản vậy, còn sản xuất cái cây quỷ này nhìn tùm lum hết. Với lại là trong này em cũng không biết nó hoạt động như thế nào luôn. Đó, chỉ biết là cái nút này là nút điều chỉnh nè. Đó, để mở hàm to ra nè. Đó, cái hàm nó to ra nè. Đó, mọi người thấy hàm to nhưng hai cái hàm luôn luôn song song nha mọi người. Nó hay là nó hay ở chỗ đó. Dù to ra cỡ nào thì hai cái hàm nó song song như thế này. Bay rip á, mình hở hàm to ra thì cái hàm càng ngày nó càng đi lên vậy, nó không còn song song nữa. Còn cái thằng này to cỡ nào hàm vẫn song song. Nó được cái là như vậy. Rồi, cây này thì nó to, nó khủng hơn cây bay rip 10 inch dữ lắm mọi người. Cây bay rip 10 inch chẳng là gì so với cây này hết. Cây này là 11. Nô 11 của nó, size khủng lồ. Đó, của BMC nha mọi người, hàng còn full mới hoàn hảo, không có cái bao bì nha, đẹp rất đẹp luôn, dành cho anh em mình chơi sưu tầm lạ của Mỹ. Đó, đây là một trong những cái dòng mà độc lạ xưa của Mỹ mà nó sản xuất ra để cạnh tranh với Varip mọi người, mà nó thất bại rồi, cái này nó không có cạnh tranh lại Varip. Đó, sau này là nó không còn sản xuất nữa. Đó, nhưng mà ai chơi sưu tầm thì sẽ khoái, đúng rồi, nó đặc biệt mà. Mã số 64 giá 1.500.000. Mã số 65. Mã số 65 em có cực lê đồng của thằng Bi Lân. Cây này là đang trong tình trạng hoàn hảo 100%, hầu như là chưa sử dụng mọi người. Giá là 1.800.000 nha. Đó. Trong này còn lò xo đầy đủ nha. Đây. Đó. Còn cái lò xo để nó nhảy nè mọi người. Đó. Nó nhảy nè. Đây là cái con lăn mới không cắn chỗ nào, răng không dập bất kỳ cái răng nào nha mọi người. Nói chung là hàng gần như là 100% chưa dùng luôn. Đẹp ken luôn. Mọi người thấy đây. Đây, đây là một trong những con hoàn hảo chưa dùng của thằng Bi Lân, size 250, mỗi lít răng nha mọi người. Em bán với con này với giá là 1.800.000 nha. Phun mới hoàn hảo, đầy đủ mọi chức năng, chưa cắn cá chỗ nào ha. Rồi, này là những con hàng độc độc không á. Rồi, tiếp theo, đi là một cái con của Bi Lân luôn, size 300mm. Đó, mỗi lít 300mm. Hàm họng cũng rất là đẹp luôn, mấy cái này thì chưa chỉnh sửa gì hết nha mọi người. Đó, đẹp hoàn hảo luôn á, rất là đẹp luôn. Thân cây màu lết nè. Thì dòng này bằng đồng nha mọi người, đồng beryllium, tức là cái đồng mà nó có kết hợp beryllium để tăng độ cứng á. Đó, mọi miệng đẹp ghê chưa. Đây, hầu như là có sử dụng hoặc chưa sử dụng hoặc là sử dụng rất là ít, trượt im mực. Ôi miệng đẹp sắc nét, chưa cắn cá chỗ nào hết. Rồi, hai cây này có thể nói là siêu phẩm mà đợt này em có. Đó. Giá là 2.200.000, mã số 66. Rồi, mã số 32, giá là 800. Cây này búa đồng 1/2 của thằng Bin Lân nha mọi người. Còn rất là đẹp, nhưng mà cây này có sử dụng khá là nhiều nha mọi người. Khá là nhiều. Cán thì gãy rồi. Đó. Cán còn có một khúc thôi. Thì rất là nặng, nặng khoảng chừng 800 gram là mọi người. Bin Lân nha. Rồi, cây này em bán với giá là 800.000. Cũng đồng beryllium luôn, nguyên cục luôn. Mã 32. Rồi mã 68. 68 em có cây vai rip 5WR bản kỷ niệm 75 năm, sản xuất hoàn toàn tại Mỹ nha mọi người. Hàng này thì cây này còn khoảng chừng 98-99%, tức là gần như là chưa có dấu hiệu sử dụng luôn mọi người.
đẹp hoàn hảo luôn đó. Đây đây, rất đẹp mọi người. Rồi 5WR nha, hàng còn đẹp gần như là hoàn hảo luôn, giá là 750.000. Mã 68, mã 69, 12LC cũng đẹp hoàn hảo luôn mọi người, không có bao bì nha. Có bao bì thì 1,5 triệu, cái này không có bao bì, em bán với giá là 1,3 triệu. Bản kỷ niệm 75 năm, sản xuất hoàn toàn tại Mỹ vào những năm 90 nha. Có cái bắt độc quyền dưới này. Đây. Hàm họng thì mới ken luôn. Cái cây này hầu như là chưa dùng. Hoặc là dùng mà lướt qua thôi. Rồi, môi miệng thẳng đẹp nha mọi người. Rồi, mã 69 em bán với giá là 1,3 triệu nha, khá là rẻ. Rẻ so vai riếp thôi, tại vì vai riếp nó quá mắc đi. Thành ra là em nói rẻ vậy đó. Nhưng mà nếu mà anh em nào mình trước giờ mình chưa từng chơi vai riếp thì thấy giá nó cao khủng khiếp mọi người. So với những cái hàng Đài Loan, hàng Trung Quốc thì nó cực kỳ cao. Rồi, cây nhỏ xíu như thế này nó tới 800 ngàn, trong khi đó hàng này hàng Sigan Hen. Rồi, cây này được sản xuất vào thập niên 70 tại Mỹ nha mọi người. 7R, hàng của thập niên 70. Còn tình trạng ngoại hình rất đẹp luôn. Rất đẹp. Giá cũng rất là mềm, chỉ có 800 dành cho anh em nào mình mua gì dùng. Đó, hoặc là mua sưu tầm, không cần hộp ha. Đó, răng rất là đẹp luôn mọi người, nhìn răng nè. Cực kỳ đẹp. Môi miệng nè, hàm họng thẳng, môi miệng thẳng đẹp, nước xi cũng còn đẹp nha. Đặc biệt đây là hàng xưa của những năm 70, giá cũng khá là mềm, 800 nha mọi người. Mã số 70. Rồi mã số 71. Mã số 71 em có cây này cho anh em mình mua về mình sử dụng, giá rẻ nha. Giá là 1 triệu. Hàng này của thập niên 80. Nước xi còn nguyên vẹn, trọn vẹn luôn. Ngã màu xi rồi nha mọi người. Nó sang cái màu đục đục rồi, nhưng mà nước xi là trọn vẹn nha. Đó. Răng nè. Răng thì đẹp, gần như là rất là ít sử dụng luôn. Đây. Rất đẹp luôn. Hàm răng hai hàm còn rất là đẹp nha. Mình mua về dùng mấy con này thì không có tiếc mọi người. Đó, môi miệng đẹp. Rồi, mã số 71 giá 1 triệu nha mọi người. Rồi mã số 72 cũng vậy luôn, y chang như cây nãy, cũng ngã màu xi thôi chứ nước xi còn y thinh luôn. Đó, đây, cũng hàng của thập niên 70 luôn. Hàng của thập niên 80 luôn. Đang trong tình trạng là hoàn hảo nha mọi người. Hoàn hảo, ngã màu xi thôi, còn răng miệng thì cực kỳ đẹp. Mấy cây này mua gì dùng không tiếc luôn. Đáng tiền. Rồi, môi miệng đẹp nha mọi người. Rồi. Mã số 872. Giá của nó là 1 triệu, hai cây này thì giá rẻ. Anh em mình có gara, có tiệm thì mình mua những cái cây này. Hoặc là mình muốn cho nó đẹp đẹp hơn tí xíu thì nước xi sáng bóng đẹp hơn tí xíu đây. Giá nó cao hơn con 100.000 thôi. Đó, mã số 73 thì tùy theo túi tiền thôi. Nói chung là nếu mà mua gì sử dụng thì càng rẻ càng tốt, miễn sao răng miệng còn đẹp được rồi. Còn mua gì sưu tầm thì những cái cây như thế này sẽ rất là ngon mọi người. Đó, vừa rẻ mà vừa răng đẹp nữa. Đó, vừa nước xi còn đẹp nữa. Đây. Đó. Mấy cây này là hàng second hand nha mọi người. Second hand nhưng mà trong tình trạng đẹp hoàn hảo. Đó. Răng miệng nè. Đây. Đó. Răng miệng rất là đẹp, môi miệng cũng cực kỳ đẹp nha. Nước xi cũng còn rất rất đẹp luôn. Giá 1 triệu mốt thôi. Đó, mấy cây này gần như là y như những cái cây mà còn hộp vậy mọi người, đẹp vậy. Nhưng mà điều đã đồ second hand thì nó rẻ thôi. Đây. Đây, một cây này tương tự luôn. Cây này hàng của thập niên 80 nha, còn cây này hàng của thập niên 90 nha mọi người. Cây này sản xuất tại Mỹ vào những năm 90. Đó. Hàng dạng second hand, giá 1 triệu mốt. Đang trong tình trạng cũng khá là hoàn hảo. Tiệm cận với hàng đẹp mọi người. Đây. Răng. Đó. Cây này hầu như là cái răng không có dấu hiệu sử dụng luôn, cái môi còn liễn trân luôn rồi, một đường sắc cạnh luôn. Đó, mấy cái này còn rất là sắc cạnh, rất là bén nha. Rồi. Đây. 74 giá 1 triệu mốt nha mọi người. Rồi 67, mã 67, cây này hàng hiếm nha mọi người. Cây này dành cho anh em mình bên ngành điện lạnh á, nói chung thợ điện lạnh mình bấm ống đồng nhiều á, bấm cho nó tắc nghẽn lại. Đó. Mã 67 em bán với giá 1 triệu tư. Đó. Đây. Cái này lúc trước em cũng lấy về với giá là 1 triệu tư luôn, nhưng mà lấy về cho một cái anh khác. Nhưng mà anh đó ảnh mua rồi cho nên là khi lấy về thì em không có bán được cho anh đó. Anh để em để lại tới giờ.
cũng có nhiều lần em bán rồi nhưng mà chưa có ai mua. Thì tại vì cái dòng này là bấm ống đồng, ưu tiên cho những anh em nào mà dạng như điện lạnh á, mấy anh mới mua thôi. Còn không á, thì những anh em mà mình chơi sưu tầm mình có hết trơn rồi, giờ mình muốn cho nó đủ hết tất cả luôn, cái gì cũng có luôn, thì người ta mới mua thôi. Còn không á, những cây này thì mình sẽ khó bán nha người đó. Thành ra nó còn còn tới giờ này. Cây này là cây ba dòng cót lận, ba dòng cót lận, nó tới ba dòng chữ trên thân lận. À, hàng này được sản xuất vào thập niên 60 lận, rất là xưa nha. Đó, rất là xưa luôn. Bấm ống đồng, em có một cây bấm ống đồng hàng của thập niên 70 80 nè, hàng của thập niên 80, em lấy cho mọi người coi. Đây, đây là cây bấm ống đồng đang dùng, hàng của thập niên 80 đó. Thì nó cũng khác nhau là mấy, có ngay nhỏ này nó hơi ổn tí xíu thôi, còn hồi xưa thì nó như thế này hả. Cây này em tính lấy ra dùng nhưng mà tại nó nhiều tiền quá nên uổng mọi người, uổng nên là xài cây này được rồi. Đây cũng hay sử dụng cho, nói chung là em không bấm ống đồng của dàn lạnh nhưng mà em làm công chuyện khác cần tới bấm thì em bấm thôi đó. Dòng rờ rờ nha mọi người, dòng rờ rờ. Rồi cái này hàng full box, giấy zin đi theo nó luôn mọi người, giấy này là giấy đặc biệt sản xuất zin cho cái dòng rờ rờ này mọi người. À không, giấy cũng giấy dùng chung, à giấy dùng chung mọi người, cũng y vậy, y như những cây 10 thôi chứ không gì hết. Nhà hàng của thập niên 60, giấy dùng chung hết nha, không phải riêng nhau người, em nói lộn á, em tưởng đâu nó sản xuất giấy riêng cái dòng rờ rờ này, giờ giấy là giấy chung hết, y chang như những cây 10 thôi. Rồi cái này khá là hiếm, còn full box hoàn hảo nha người. Đây full box hoàn hảo no rờ rờ. Rồi mã này là mã 67, giá là 1,4 triệu nha người. Này bữa hôm hồi nãy em giới thiệu sót. Rồi mã 75, 75 em có cây 12LC, hàng còn full seal hoàn hảo nha, chưa có dùng. Hồi nãy mình có một cây hàng kỷ niệm 75 năm mà nó không có seal, em bán giá 1,3 triệu. Còn cây này là bản Made in USA, bản này được sản xuất 1995 tại Mỹ. Sau một năm khi đăng ký cái bản quyền của cái bản này thì cây này được sản xuất. Tại vì năm đăng ký bản quyền là năm 94, này năm 95. Rồi hàng còn full bìa, full seal hoàn hảo và chưa có dùng, rất là đẹp luôn. Đây đó, đẹp 100% nha người. Mấy cái này thì không có gì để nói rồi, tại vì nó chưa có dùng, nó còn y trong bìa luôn. Rồi giá là 1,5 triệu nha người, mã số 75. Rồi mã số 76 em có cây này bán với giá là 900, hàng của thập niên 70. Cây này là dành cho anh em mình hàn ghép nối những cái ống sắt lại với nhau đó, hoặc là mình ép keo đối với anh em nào thợ gỗ á, ép keo. Tại vì nó có cái khoảng không này nè để mình thao tác, khi mà hai vật mình cụm đầu vào nhau ở chỗ này thì khoảng không này là mình để dùng ép keo hàn, mình thao tác ở chỗ này. Thì cây này nó đặc biệt ở chỗ trên này nó có một cái uếch bắc nha người, rất là hiếm có những cái cây có uếch bắc này. Những dòng sản xuất trước thập niên 70 thì nó mới có thôi, còn những dòng sau này thì đây nó trơn trụi nó không có nha. Những dòng sau này thì nó sẽ không đóng hai dòng chữ ở ngay chỗ này. Đây là hàng xưa, và cây này còn trong tình trạng là đẹp hoàn hảo, nước si, nước si có ngã màu thời gian một tí xíu đó, ngoài ra là chưa có sử dụng, rất là đẹp, anh em mình chơi sưu tầm. Rồi mã số 76 giá cũng không có cao nha người, giá chỉ có 900 thôi. Bình thường một cây như thế này mà đẹp, dạng như đẹp mà của thập niên 80 nha, 90 rồi á, thì giá nó cũng phải 1,1 triệu, 1,2 triệu. Còn cây này thì chỉ 900 nè. Rồi tiếp theo mã số 77, 77 em có cây này có cái chút phụ mọi người, giá là 1,7 triệu, nó khá là cao nha. Đó, anh em mình cân đối, tại vì chút phụ này nó mắc quá, nó khó hàng, nó hiếm hàng quá, cho nên là kiếm được cây chút phụ cũng trần thân. Rồi mã 77 là 10WR, hàng dạng như là còn còn hơn 90%, ba dòng cót của thập niên 60, có chút phụ, răng miệng rất là đẹp luôn. Cây này em chưa kịp vệ sinh là em đem lên bán luôn rồi, nó hơi đỏ đỏ cái răng nha. Ngoài ra thì môi đồ cũng còn đẹp, hàng có dùng rồi, tuy nhiên nước si đẹp, răng môi đẹp, ba dòng cót của thập niên 60, có chút phụ. Cái chỗ hay ho của cây này là dòng xưa có chút phụ, giao thoa 1957 mới có cái kiểu như vậy thôi. Rồi giá 1,7 triệu mọi người, mã số 77 nha. Rồi mã số 78 giá 1,4 triệu nha. Mã số 78 đây là cây 10R, hàng new 100%, lấy trong túi da ra nha mọi người, cái nào lấy trong cái nào ra em nói nha. Này lấy trong túi da ra chưa dùng,
đóng chữ Y-Drip ở đuôi. Hàng này của thập niên 80, đẹp hoàn hảo, chưa dùng nha, chưa dùng, 100% chưa dùng, không hợp thôi. Đó, cũng không phải là lay new luôn, hàng tại vì rút mới ra 100%, mọi người cứ an tâm. Giá 1,4 triệu nha, rút luôn túi da mới ken luôn. Mã số 78. Rồi, nay nhiều quá nói đau họng luôn rồi. Mã số 79 và mã số 80. Em có một cặp này là hàng xưa mọi người, hàng xưa, sản xuất vào giai đoạn vào những năm 40 tại Mỹ lận. Nói chung là những cây này những cây sơ khai, thì em cũng có một lời khuyên gì luôn. Anh em nào mình chơi sưu tầm á thì mình chơi những cây này, còn em nào mà mình mua gì sử dụng á, đừng có nghĩ là hàng xưa là sử dụng sướng đâu, nó không có sướng đâu. Nó có một lẫy à, bóp vô rồi cầm cái lẫy này ghi lên, chứ không có cái lẫy mở phụ. Mình nhả ra rất là mệt luôn, người nói thẳng luôn là cây này nó dạng ở như là nó làm còn chưa hoàn hảo á, chưa đạt tới độ hoàn hảo của Y-Drip. Nhưng mà anh em nào mà mình thích chơi hàng xưa thì mình lụm hai cái này thôi chứ không gì hết. Đóng chữ y chang nhau nha mọi người. Đây nè, Y-Drip, DeWitt, UA. Rồi phía sau là cái bắt độc quyền, cái ngày đăng ký là 14/4/1942. Rồi cái dưới là order bắt ban. Đó, hai cây đều đóng y chang nhau. Cây này thì đóng hơi mờ hơn tí xíu, cây này thì đóng to, rõ, đẹp. Rồi, mã số 79 trước nha. Mã số 79 giá 1,2 triệu. Đây, hàng của thập niên 40 hả, còn chuẩn cứng ken luôn, rất là đẹp. Và cái hàm này lúc đó nó không có hàn nha mọi người, nó tán bằng cái con tán từ đây đóng xuyên lên tới trên cái trên này hả, hàm rời, hàm rời tán bằng đinh tán nha. Con này thì có dấu hiệu sử dụng rất là nhiều, dấu hiệu sử dụng rất là nhiều nha. Đó, răng nó có cắn cá nhiều nơi rồi hả, tuy nhiên là cái kìm cũng còn rất là cứng, ngon nghẻ. Nói chung là mình yêu kìm xưa quá, yêu Y-Drip quá, mình muốn mua cái này mình gì dùng cũng được. Đó, còn không thì mua sưu tầm nó đáng hơn. Rồi, mã số 79 giá 1,2 triệu. Rồi nếu mà không thích 1,2 triệu thì mình có cây này giá 1,4 triệu. Cây này đã hơn rất là nhiều, tại vì cây này hầu như là nó không có dấu hiệu sử dụng. À, cũng nói luôn là những cái cây này về bảo quản dầu nhớt cho kỹ nha mọi người, nó sẽ reset, tại vì nó không có si, thời đó nó không có si là gì hết trơn á. Đó, đây, nó mạ lên một lớp kẽm nha, mỏng nha. Mà cái lớp kẽm thì mọi người cũng biết nó rất là dễ oxy hóa, nó dễ, nó rất là mỏng. Đó, đây, đóng cũng không có được ngay thẳng lắm mọi người, đóng hơi lệch về phía bên này một tí xíu. Này, mấy cái chữ nè, nó đâm hơi xéo xéo nha, chung nó làm cũng chưa có hoàn hảo 100% như thời bây giờ đâu. Đó, tuy nhiên là mấy cây này thì nó có giá trị thời gian rất là nhiều. Cây này cũng hàm, cũng là hàm hàm tán luôn. Mình nhìn nhìn răng nó nè. Đó, nó chỉ có cái miếng này là miếng thép thôi nè, với lại nguyên cái cụm này là thép nè, nguyên cái phần này là thép. Còn đây mấy cái này không phải là thép đâu, mấy cái này dạng như nó thép nhưng mà nó không có đạt tới cái độ cứng như hai cái hàm. Hai cái hàm thì nó làm tốt hơn, cứng hơn. Đó, đây nó tán cái hàm này riêng vô vậy. Cái này cái mối tán rất là đẹp ha, tán xuyên lên tới trên này nè, mọi người nhìn thấy đây có cái chấm tròn à, cái chấm nó tán lên á, nó tán xuyên lên tới trên đó. Cây này thì hầu như là cái răng nó không có dấu hiệu sử dụng luôn, đẹp hoàn hảo, đẹp hoàn hảo luôn. Cây này thì rất là đáng đi sưu tầm. Em chơi đồ xưa ha, âm thanh giòn tan. Mã số 80 giá 1,4 triệu. Rồi, mã số 81. 81 mỏ nhọn về đường cây nè mọi người. Lâu lắm rồi hết hàng mỏ nhọn nha mọi người. Mỏ nhọn này lúc trước nhiều lắm mà lúc này khách hỏi theo không còn. Này mình có một cây một thôi. Cây này về kỷ niệm 75 năm của Y-Drip, sản xuất hoàn toàn tại Mỹ, nguyên siêu nguyên bìa vào năm 1998 nha, 1998 tại Mỹ. Nguyên siêu nguyên bìa, môi miệng thẳng đẹp. Cái này mở ra nó bị dướng ngay chỗ cái lò xo nha mọi người, dướng ngay chỗ này nè, nên nó không có bung lên hết cỡ. Mọi người phải gỡ luôn cái khe nhựa này ra mình mới bung lên bung xuống được. Cái đó là chuyện bình thường, nên là em nói luôn để mình mở ra nhiều khi nó không nhảy. Mọi người tưởng đâu là nó bị lỗi gì, không có đâu. Lấy ra khỏi cái này, lấy ra khỏi cái khay này luôn nó mới nhảy ra được, còn không nó bị kẹt. Đó, mình chỉ mở nhá lên vậy thôi là nó bị kẹt rồi, là không có ra được. Đó, mở ra hết kìa nó mới không kẹt. Rồi, mã số 81 giá 1 triệu nha mọi người. Rồi, mã số 82 cũng giá 1 triệu luôn. Cái này là cây 5WR. Đó, 5WR cũng là bản kỷ niệm 75 năm luôn, cũng sản xuất đâu rồi, cũng sản xuất 1998 tại Mỹ luôn nha mọi người. Hàng còn full mới hoàn hảo, nguyên siêu nguyên bìa. Đó, made in USA, the original sinh 1924. Rồi thì hồi nãy em cũng có quay một cây 5 giá rẻ cho anh em mình mua sử dụng, còn cây này thì mua sưu tầm nha. Rồi, 82 với 1 triệu, đẹp. 83
84 là mũi nhọn nha. Mũi nhọn này mũi nhọn chính in khó tìm. Giờ mũi nhọn chính in nó khan hàng lắm rồi. Cây này thì đòi nó cao hơn tí xíu. Cây này đòi 1997, còn cây này đòi 202 hả? Thì cây đời cao nó giá là 1 triệu 6 nha mọi người. Cây đời thấp hơn tí xíu giá 1 triệu rưỡi nha. Tất cả là hàng nguyên siêu nguyên bìa. Cây này bị rút được rút bằng dây rút vô. Còn cây này thì nó có thêm được cái khe nhựa thôi chứ không gì hết. Cây này thì nó đóng được hai cái dòng bắc. Nên đời dòng trên đóng mắc in USA, dòng dưới đóng cái bắc y chang như cây bên này. Đó, không khác gì hết. Nhưng mà cái này được hai cái dòng chữ anh em khoái hơn cái một dòng này. Thì tiện anh em thôi, cái nào thích cái nào mình mua cái đó thôi. Này mắc 100 ngàn nha. Rồi 1 triệu 6, mã 84, 1 triệu rưỡi, mã 83. Rồi tiếp theo có nguyên bộ nha mọi người. Nguyên bộ này là dòng LW. LW là mã ốc hư, ốc chết á. Tức là ở đây nó có giới thiệu, nó có luôn ngậm một con ốc nè. Ốc hoàn toàn Mỹ nha mọi người. Thì hai cây này là full bìa, chưa dùng, hoàn hảo 100%. Và một cây 10 này là hàng lay new 100%, cũng dạng như chưa dùng luôn, nhưng mà không có hợp 100% luôn nha mọi người. Cây này thì rút trong bìa ra, rút trong túi ra, hàng đẹp hoàn hảo nha. Rồi cả ba cây này đang trong tình trạng hoàn hảo để mọi người chơi sưu tầm. Đây. Ba cây ba size khác nhau, một size 4 nè, một size 7 và một size 10. Rồi em sẽ lần lượt đi vào từng cây nha. Cây size 4 mã số 85 hả? Mã số 85 giá 1 triệu 1. Cây này là 4LW, nó 4 inch 100 mm rất là nhỏ nha. Bàn tay mình nè, hả? Còn nó thì nó chỉ nằm chưa đầy bàn tay nha, 4 inch. Rồi cây này được sản xuất tại Mỹ vào năm 1996 nha. Hàng còn full cái siêu luôn, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Có con luôn con ốc zin ngậm trong đây hết. Lưu ý cái này là mình không có mở ra được như những cây Kalentun hồi nãy nha. Cái này mà miễn mở ra thì bắt buộc nó phải hư luôn cái bìa này. Anh em mình chơi sưu tầm giữ lại cái bìa thì cứ dày để dày treo lên nó cũng rất là đẹp, hoặc là treo ngay chỗ này cũng rất là đẹp ha. Đó. Còn mình muốn mua gì dùng thì mình phá ra, ngay cả bản lễ thân lễ lễ cũng có phá ra để dùng. Nói chung là dùng rất là sướng, đặc biệt là mở những cái ống của những cái bình nhớt, rồi mở những cái van dòi đầu vòi đồ của bình nhớt, ti bơm đồ của bình nhớt, thì mấy cái con nhỏ nhỏ này tuyệt vời luôn, rất sướng. Đó. Rồi mã số 85 giá 1 triệu 1. Rồi mã số 86 giá 1 triệu 2. Cây này là size to hơn một tí xíu. Cây này là thực dụng nhất nè mọi người, vừa nhẹ tay mà vừa dễ cầm, thon gọn dễ cầm. Dung mở ốc hư gốc chết thì mức tới mức cây này là đẹp, vừa đẹp. Cây 10 thì nó hơi to quá nha. Cái này em buôn bán em nói thẳng luôn chứ không gì hết. 10 hơi to quá nhưng mà nó sẽ mở được những cái cây con ốc mà nó loe to hơn, to hơn tí xíu. Nói chung là mình tùy vào nhu cầu, tùy vào nhu cầu. Cá nhân lại sử dụng cây này nhiều và cây 7 này cũng nhiều. Còn cái cây 10 này ít sử dụng do là để làm những cái việc lặt vặt nhỏ nhỏ thôi à. Nên là không có sử dụng những cái cây to quá. Rồi, mã số 86 giá 1 triệu 2. Cây này là sản xuất tại Mỹ vào năm 1996. Hàng còn full cái bìa hoàn hảo và chưa có khui ra nha mọi người. Chưa khui ra nha. Lâu rồi mình không có được những cái cây đẹp như thế này. Nó lúc trước những cây như thế này 1 triệu 3, 1 triệu 4 lần. Những cây như thế này cũng 1 triệu 3, 1 triệu 4 luôn rồi. Nhưng mà đợt này giá em lấy đầu vào nó cũng khá là mềm. Cho nên là chỉ vậy thôi. Giá cái này cũng 1 triệu 3 luôn chứ chưa đầy 1 triệu 4 nữa nè. Đó, mã số 87 giá 1 triệu 3. Full hoàn hảo nha, rất đẹp luôn. Người nhìn nè. Đó, này là không tì vết, em rút trong túi ra. Cho nên là mọi người cứ an tâm ở cái chất lượng, độ đẹp của nó. Rồi, nếu mà mọi người yêu thích, mua cả bộ ba luôn thì em có giá hữu nghị cho. Đó. Rồi, tiếp theo em có cặp kìm mẫu Fairwheel. Cái này size khổng lồ nha mọi người, size cả 200 mm lận. Đây, này là wheel 180 gạch 225 size 225 mm nha. Sản xuất hoàn toàn tại Đức nha, Harry Bewill nè mọi người, Harry Bewill, dòng Harry Bewill. Thì những cây này là trước 2006 nha mọi người. Sau 2006 thì nó sẽ đóng chữ Canibet nha, không có còn đóng chữ Harry Bewill này nữa đâu. Đó. Đây thì hàng còn full mới hoàn hảo và chưa có dùng. Giá em bán mã số 89 này giá 750.000 nha mọi người. Đó, 750.000 size to nha. Này là mở phe phe ngoài, mở phe ngoài bóp vô là nó hả ra nha. Cái này cũng phe ngoài luôn nhưng mà phe ngoài cong, còn cái này là phe ngoài thẳng, tức là mình chỉ thẳng vô như vậy. Còn này mình để như vậy mình mở ha, này cũng phe ngoài luôn. Thì cái đây là một cặp bộ đôi của nó mọi người. Ai mua bộ đôi gì cho nó đẹp nha. Này là mã 18, này là mẫu 180 gạch 225, này mã 181 gạch 225, sản xuất hoàn toàn tại Đức nha. 181 gạch 225 nè, sản xuất hoàn toàn tại Đức. 180 gạch 225, sản xuất hoàn toàn tại Đức luôn. Rồi hai cây đang trong tình trạng hoàn hảo, rất là đẹp,
Nói chung là nó là một đôi á, thì giá mỗi cây là 750 ngàn, mọi người mua từng chiếc em cũng bán nha, chứ không phải là một đôi thì không bán từng chiếc đâu. Đó, có lò xo bật nảy ra rồi, của Will nha mọi người. Thì em nói sơ về Will, Will là một cái dạng như đi tiên phong trong cái mảng kiềm luôn, nổi tiếng ở Đức, nổi tiếng một thời luôn, nhưng mà sau đó vì lý do gì đó nó phá sản rồi, sao bị Canibet mua lại là nó mất luôn cả thương hiệu rồi mọi người. Giờ nó có cái Obit Will á hả, nhưng mà những cây này em bán thì Harry B. Will nha. Rồi tiếp theo bình nhớt của thằng Bill đây, Bill Man Utd A nha mọi người. Man Utd A con này còn trong tình trạng thì Bill dùng rất là thích mọi người, nói chung là Bill dùng rất là sướng. Cây này em bán có 650 ngàn thôi đó, Bill đang trong tình trạng rất là hoàn hảo, cho anh em nào mua gì dùng châm nhớt tra nhớt nha, tiêu đồng thau sáng vàng ươm luôn đó, thành bình còn mới sáng đẹp nha, ron khót đầy đủ, nói chung là cái ti đồng thau thì nó sẽ không reset nha mọi người. Rồi đây, này nó có hai dòng lận, một dòng nó ti bằng sắt, dòng này ti đồng đó. Đây mã số 90 giá là 650 ngàn. Rồi giờ em cũng nói ít thôi, em đau họng quá mọi người, nói chung là nói tới mã nói nãy giờ cũng cả 50 mã rồi. Rồi mã số 97 giá của em bán là 700 ngàn, cây này là của Eagle No 33 đó, còn full cái nguyên cái logo đồ trên này đầy đủ, cái này chữ này chữ sơn lên nha mọi người. Này thân thân bình rất là đẹp luôn, thân bình rất là đẹp, ở đây có tróc một lõm sơn sơn. Rồi giá là 700 nha, ti rất là đẹp luôn, rất là mới, bên trong rất là mới luôn, nói chung cây này hoàn hảo hoàn hảo để anh em mình chơi sưu tầm hoặc là anh em mình sử dụng ha, về những cái chỗ nào dơ anh em mình chùi bớt nha, do là em cũng không có thời gian nhiều cho nên em không có chùi. Mã số 97 giá là 700. Ủa 90 sao lên tới 97 vậy đây trời. Ok đi mọi người. Rồi mã số 92, này là 90 lên 97 là về 92 nha mọi người. 92, 92 thì em có cây này là của thằng Golden nha mọi người, Golden. Đó, hàng còn full. Nói chung hàng cây này là tiệm cận hàng đẹp mọi người, rất là đẹp luôn. Vòi lúc lắc các kiểu luôn mọi người, nhìn cái vòi nó cơ động à. Đánh hình vô ngã luôn cho mọi người coi. Đó. Đây. Này thì cái bình nó chứa cả lửa lít nhớt luôn mọi người, cực kỳ nặng luôn. Nguyên cái bình này em cân lên cả, để coi cân lên nhiêu. Cái bình không mà chưa có đổ giọt nhớt rồi luôn là 800 gram luôn mọi người. Đó, thường thường cái mấy cái bình như thế này là 300 gram thôi, cái bình này nó 800 gram. Thân bình nó dày khủng khiếp luôn, cái dầu này dầu cơ động nha. Và đặc biệt cây này là còn gần như là 98-99% hàng mới nha mọi người, chưa cắn mớp chỗ nào, rất là đẹp. Đâu vậy, USA nằm ngay chỗ này nha. Rồi, à một điểm dở của cái bình này á, mà em khá là đáng tiếc ở cái bình này thôi, đáng tiếc thiệt luôn. Là cái ron này và cái ron trên này hồi nào nó cũng ướt nhẹp à. Nó rịn ra trên ron này, tại vì lý do là khi mình bơm lên thì ở dưới này nó có cái bi ở cái bơm á, nó giữ nhớt trọn vẹn trên cái đường ống này. Mà nếu mà chúng ta để thẳng cái đường ống lên này, đường ống này nó khá là dài, nó khoảng chừng 40 mấy cm lận, 4 mấy bốn mấy cm lận, dài khủng khiếp luôn. Để về này nè, miếng hết cái chiều dài của cái vòi đó, đây nè đó, thì áp lực từ trên này nó tràn xuống thì nó sẽ rịn ở những cái râu này nè, nó thấm. Nếu mà mình dạng như 15 phút không thấy gì, nhưng bỏ khoảng chừng ngày 2 ngày bắt đầu ở đây thấm ướt nhẹp đây nè, thấm ướt rất là bực mình ở chỗ đó. Nhưng mà đó mình phải chịu rồi, nếu mà muốn thì ngay chỗ này anh em vừa thay cái ron cao su vô, giữ zin cái ron rin này, sau này có bán buôn hoặc là làm gì làm, còn nếu mà xài thì thay cái ron cao su vô hai chỗ này nè, hai ron cao su vô sẽ không rịn. Còn cái ron ami nhăn như này nó kiểu như tấm vải vậy, nó sẽ thấm qua rất là chán đó. Tại vì em có đang sưu tầm một bình em biết mà, đây cái bình em đang sưu tầm nè, cũng y chang như bình này luôn, nó là một cặp thôi mọi người, lấy vô cặp sưu tầm một cái bán một cái à. Thì cũng nói luôn vậy đó để mọi người biết, giá là 1.450.000, rất là rẻ mọi người. Em bán này giá cũng như là chia lại vậy đó, tại vì em lấy một cái bình như thế này cũng 1.300.000 rồi, tiền phí vận chuyển ship đi ship lại nữa hả, thành ra là tại lấy gì một cặp luôn hả, giữ một bình bán một bình. Rồi tiếp theo mã số 93 giá là 950 ngàn, cái này xưa nha mọi người, cái này nó được sản xuất vào những năm 30 lận đó, hàng xưa của thằng Eagle. Đây thì không đóng gì hết nha, à tinh cán này có đóng chữ Eagle nè, không đóng mấy USA nha mọi người, nhưng mà cam kết 100% mấy cây này sản xuất hoàn toàn tại Mỹ luôn, không có lai like đi đâu được hết á. Rồi tình trạng ở thành bình còn mới hoàn hảo, dành cho anh em mình chơi đồ xưa, cái ti bằng đồng thau nha,
tiêu nồng thao nhớt bên trong còn nhớt xanh của cái cửa thằng chủ trước á. Đó, đây tiêu bằng đồng thao rất là đẹp, cái khâu trên này cũng bằng đồng thao luôn. Thì giá cũng em bán giá mềm cho anh em mình mua về sưu tầm, tại vì em cũng mua về một cặp, em cũng có một cây rồi, không biết em để đâu rồi chứ em cũng có một cây tương tự như vậy. Đây mọi người, đó nè, cây này là còn cái dầu với cái tay cầm nó còn sơn luôn đó. Còn cây này mà nhưng nước sơn của cái bình không có mới bằng cái cây em bán nha. Đó, cũng khâu đồng thao rất là đẹp luôn, con cặp nè. Đó. Giữ cây sưu tầm còn cây em bán. Đó. Đây, mã số 93, giá là 950. Rồi, tiếp theo một số bình xanh anh em rất thích nè, 94, 95, 96 ha. Mã số 94, bình này bữa trước em có review rồi một lần nha. Giá là 850.000 cho cái bình này. Bình này thì anh em mình mua về chơi rất là ngon. Lý do là ngoại hình nó vậy thôi chứ bên trong nó gần như là hoàn hảo 100%, mọi người nhìn nè. Đẹp chưa? Đó, bên trong thành bình mới sáng và đẹp, không có cấn mớp chỗ nào hết. Đó, không cấn mớp, không gò lại. Ti đẹp, ron khót rồi trong này còn rất là đẹp luôn. Đó, thì cái bình này nó đáng là đáng ở bên trong đó. Còn bên ngoài ngoại hình không có tốt nha mọi người. Nhưng mà này, cái logo của Rebel còn y nha. Nguyên logo. Em đã test mọi chức năng hết, nói chung bình nhớt thì gì em đã test hết rồi. Em bỏ nhớt cho em xịt thử hết rồi. Hoàn hảo hết rồi mới bán nha mọi người. Rồi mã số 94 giá là 850.000 thôi. Rồi, tiếp theo mã số 95 này dạng như hoàn hảo nha mọi người, giá 1.150.000 đó của thằng Eagle, không cắn mớp chỗ nào hết, đẹp hoàn hảo, rất là đẹp luôn, vòi vàng ươm. Đây Eagle nha mọi người, đây mấy anh dưa nha đó. Cái này thì về sưu tầm là anh đáng. Đây vàng ống ánh trong bên trong còn lấp lánh nha. Rồi ti bơm mới sáng đẹp, ron đẹp, cái này thì không có gì để bàn, đẹp mà. Cái này giá 1.150.000. Rồi tiếp theo giá cái này là 1.350.000. Mã số 96, mã cuối cùng nha mọi người. Vòi bẻ cong sang một bên. Đó. Cái này thì màu sơn có nhũ lấp lánh. Còn cái này nó không sơn không nhũ nha. Để hai cái bình lại mọi người sẽ thấy. Một dòng này sơn nhũ nè, một dòng này sơn không có nhũ. Thì cũng do Eagle làm ra thôi. Nhưng mà một dòng nó dạng như nó cao cấp hơn tí xíu, nó sơn có nhũ hay sao đó mình cũng không có rành, nhưng mà khi sưu tầm thì mình mới biết nó có hai dòng như vậy. Đây còn nguyên logo Made in USA đàng hoàng đó, của Eagle nha mọi người. Eagle Made in USA đóng trên cán đây nè đó. Con này thì cực kỳ đẹp, dạng như siêu phẩm, không cấn mớp bất kỳ chỗ nào nha mọi người, không cấn mớp bất kỳ chỗ nào hết, rất là đẹp, hoàn hảo, dành cho anh em mình chơi bình nhớt mà dạng muốn mua những cái con đẹp thiệt đẹp. Đây đẹp thiệt đẹp là như vậy đây đó. Đẹp thiệt đẹp luôn. Rồi rồi mã số 96 giá 1.350.000 thì mã này cũng là mã cuối cùng của em luôn nha mọi người. Thì mọi người ưng ý mã nào liên hệ với em, số thì em để ở cái tiêu đề của video nha. Những cái video nào mà em bán hết rồi á, em sẽ gõ cái số xuống nha mọi người, tại vì gõ cái số và em cũng ghi luôn là chữ đã bán để tránh mọi người mất thời gian với cái video đó. Với lại nhiều khi mọi người hỏi đùng cái em không biết cái món đó là món nào hết rồi cũng kẹt lắm, cho nên là bán rồi em ghi chữ đã bán, em gõ cái số điện thoại em xuống đó. Cái đó là dạng như trên, hình như chỉ có trên kênh em áp dụng như vậy thôi. Thì nhìn thấy mọi người thấy chữ đã bán là mọi người biết hết rồi, mọi người thấy đã hết là mọi người biết hết ha. Rồi thì mọi người nếu mà thích video của em cho em một like ủng hộ và đừng quên mình ấn cái đăng ký kênh ở ngay góc này nè, cái chữ màu đỏ đỏ. Thì khi mà ấn cái đăng ký kênh đó, nếu mà mình có bật cái chuông thì video nó hiện, khi mà em đăng lên nó sẽ thông báo cho mọi người bằng chuông, bằng cái tin nhắn hoặc là bằng cái biểu ngữ ở trên cái màn hình đó. Còn nếu mà mọi người ấn cái đăng ký mà không bật chuông thì trên cái trang chủ của mọi người thì video em nó vẫn hiện. Tuy nhiên là nếu những có cái video nó thịnh hành hơn, nó bị lắp thì cái video em nó bị chìm xuống phía dưới. Thì khi đó thì mọi người có thể coi trễ và có thể không mua được những sản phẩm ưng ý. Thì em nói đại khái như vậy, nói chung là mọi người cứ đăng ký ủng hộ và bật chuông đi. Rồi có video thì mọi người sẽ được thông báo. Thì mình coi, nhiều khi mình chỉ coi thôi, rồi mình ưng mình mua, còn không ấy thì mình coi ủng hộ em cũng được, tại vì càng nhiều lượt xem thì YouTube nó đề xuất em cũng có lợi trong đó mà nha. Rồi cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày thật là tốt lành.
Khi mình mua giao dịch với lễ lần đầu tiên thì mình trở thành khách nha, khách quen nha mọi người. Sau này có những chương trình khuyến mãi, ưu đãi giá tốt, mình đón xem những chương trình đó để mình mua được giá tốt nha. Rồi, Đức kết thúc tại đây mọi người. Bye bye. Chúc một ngày thật là tốt lành nha.